Một đợt nắng nóng gay gắt đang đổ bộ vào một tiểu bang tại Tây Nam với nhiệt độ trên 100 độ F dự kiến sẽ kéo dài trong phần còn lại của tuần. Các nhà dự báo khuyên cáo người dân nên ở trong nhà và tránh các hoạt động gắng sức. Một người dân ở đây chia sẻ ở Arizona thực sự rất nóng, vô cùng oi bức. Chính những điều đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng tôi. Đội cứu tế của Arizona đã mở các trạm cứu trợ nhiệt để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất khỏi đợt nắng nóng này. Các quan chức hy vọng sẽ ngăn chặn nhiều ca tử vong do nắng nóng xảy ra trong năm nay. Năm ngoái ở Maricopa County, 338 người chết vì các bệnh liên quan đến nắng nóng.